Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với giai điệu chào ngày mới hôm nay thì Minh Thư sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn một nhân vật khá là đặc biệt, một tài năng trẻ của thành phố Đà Lạt ngàn hoa, đó chính là bạn Nguyễn Vũ Quỳnh Trang. Và tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng bạn có thể chơi được rất là nhiều loại nhạc cụ như là mandolin, piano, violon và cả trống nữa. Và có lẽ niềm đam mê lớn nhất của bạn Quỳnh Trang đó chính là violon. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cảm nhận của bạn Quỳnh Trang về chiếc đàn violon quý vị nhé. Xin chào chị Minh Thư, xin chào chương trình. Trước khi đến với bộ môn violon thì Trang đã được tiếp xúc với lại đàn piano từ lúc 4 tuổi và mãi tới năm 16 tuổi thì Trang đã được tiếp xúc với đàn violon. Tiếng đàn violon làm Trang cảm thấy rất hứng thú và say sưa với những giai điệu du dương của nó. Và ước mơ sau này của Trang là trở thành một nhạc công violon và là một giáo viên dạy đàn cho những thế hệ trẻ bước đến con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp. Vâng, xin cảm ơn Quỳnh Trang. Và không biết là món quà mà Quỳnh Trang muốn gửi đến chương trình ngày hôm nay đó là gì? Món quà hôm nay Trang muốn gửi tới chị Minh Thư và chương trình là bản nhạc violon cổ điển có tên là Last Carnival. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của bạn Quỳnh Trang quý vị nhé. Có thể nói khi đến với nhạc quán Diễm Xưa, quý vị và các bạn sẽ được sống trong một không khí thân ái, vừa mang tính gia đình, vừa là một hội quán của những tâm hồn đồng điệu với âm nhạc. Tìm lại một chút gì còn đọng lại của Đà Lạt xưa với những nét quyến rũ rất riêng của một không gian thanh bình, yên ả.